Thượng tọa Quan Trung, chủ trì chùa Daegasa ở tỉnh Jeju, Hàn Quốc, vừa phát 300 bao gạo từ thiện cho những người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại hai quận thuộc thành phố Jeju và Trung tâm chăm sóc người khuyết tật thận Viện Dược lão Mita. Được biết, đây là hoạt động từ thiện thường xuyên do Thượng tọa Quan Trung phát tâm khởi xướng. Vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, Đại đức Framaha Paiwan Warawano cùng với một vị tăng khác thường livestream trên trang Facebook cá nhân về giáo lý đạo Phật. Thông qua những câu chuyện gần gũi và ngôn ngữ đời thường, pha chút vui tươi, hai vị tăng trẻ đưa ra lời khuyên về cuộc sống hay trả lời những câu hỏi mà Phật tử hoặc người dân quan tâm. Những buổi livestream như vậy thường thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Bạn không thể giảng pháp theo cách cũ nữa vì khá bó buộc và sẽ chỉ tiếp cận đến một nhóm người nhất định. Bằng cách làm này, chúng tôi muốn đưa Phật pháp tới gần hơn với người trẻ. Họ chính là tương lai, có vai trò gìn giữ và phát triển Phật giáo. Các buổi livestream của hai vị thăng trẻ bắt đầu từ đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở xứ Chùa Vàng, với nhiều tháng liền bị giới nghiêm vào ban đêm. Hoạt động này mang lại sự giải tỏa rất cần thiết cho nhiều người dân Thái Lan vào thời gian rảnh rỗi trước khi đi ngủ. Thời gian này tại các ngôi chùa, hầu như không có bất kỳ người nào đến thăm. Mọi người sử dụng điện thoại và chư tăng cũng vậy. Vì thế, bất cứ nơi nào mà người trẻ chú ý, lời Phật dạy cần được lan tỏa. Cách làm của Đại đức Paiwan và Sompong cũng vấp phải sự chỉ trích từ những người giữ quan điểm truyền thống, cho rằng người xuất gia cần hạn chế các phương tiện truyền thông và không can dự vào các vấn đề thế tục. Tuy vậy, với giới trẻ thì ngược lại, được tương tác trực tiếp với chư tăng giúp cho họ cảm thấy Phật giáo thật gần gũi chứ không quá xa lạ.